Trên những quãng đường dài thì điện thoại là một thiết bị di động không thể thiếu đối với chúng ta, đúng không nào? Thì nó có thể là giúp chúng ta gọi điện liên lạc với người thân này, có thể là giúp chúng ta định vị đường. Thì việc cung cấp năng lượng cho những thiết bị di động đấy thì là vô cùng quan trọng. Và như anh em thường sử dụng là sử dụng một cục sạc dự phòng là có thể là dùng trong vòng một buổi rồi, hoặc thậm chí là một ngày. Như mình đây thì mình đang sử dụng một con sạc dự phòng tự chế anh em ạ. Thì cái này mình mua vỏ của nó thôi, và bên trong của nó thì mình vẫn sử dụng nguyên pin 1650 đó. Thì hàn khá là đơn giản đó, đây sạc cũng khá là tiện. Tuy nhiên ấy, anh em có thể thấy là ví dụ anh em đi xa, đi chơi xa, đi phượt đây đó, thì việc cung cấp năng lượng cho những cục sạc dự phòng này là vô cùng là khó khăn. Thì có cách nào không, giải pháp nào không, thì hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một thủ thuật nhỏ, đó chính là mình sẽ sử dụng một mạch hạ áp từ 12V xuống còn 5V, và mạch này nó có cả cổng sạc điện thoại luôn cho anh em nhé. Thì cái cổng này có thể kết nối dành cho sạc cho cục sạc dự phòng này, hoặc là sạc cho chính điện thoại của chúng ta. Ví dụ như là anh em là shipper ấy, hoặc là Grab, thì chúng ta vừa đi có thể sử dụng điện thoại nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Và tốc độ sạc của nó thì lại cục sạc dự phòng này cũng không được nhanh cho lắm. Đấy, vậy nên là mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng module sạc dự phòng chuyển đổi từ 12V về 5V và có USB nhé. Cái đầu tiên đánh giá sơ qua về bộ mạch này, thì về kích thước của nó thì vô cùng nhỏ gọn luôn anh em. Em có thể so sánh đơn giản, mình so sánh bằng hai đốt ngón tay, chưa bằng luôn anh em ạ, gấp rưỡi thôi, gấp rưỡi một đô thôi, nó cực kỳ là nhỏ luôn anh em ạ. Đó, thì đầu này nó có một cổng cấp nguồn vào, thì anh em có thể lấy điện trực tiếp từ adapter nguồn tổ ong hoặc là ắc quy trên xe máy của anh em ấy. Thì khi nào chúng ta sạc thì chỉ cần bấm nút thôi. Đấy, ở đây nó sẽ được tích hợp hai nút này, em có thấy đây. Một nút để hiển thị thông số của mạch điện áp đầu vào, và một nút để bấm là có sạc ra hay không. Tí nữa mình sẽ cắm thử cho anh em xem nhé. Mình đi qua về cấu tạo nữa, thì các linh kiện sử dụng vô cùng là nhỏ gọn luôn, toàn là chip dán thôi. Và ở đây có màn hiển thị vôn kế cho anh em điện áp, điện áp á. Và anh em có thể sử dụng chiếc module hạ áp này coi như nó là một mạch đo vôn kế luôn anh em ạ. Đấy, vô cùng tiện lợi đúng không nào. Anh em chỉ cần cắm hai đầu que đo vào đây và cắm trực tiếp vào trong nguồn là nó sẽ hiển thị vôn lên đây luôn, thay thế được cả vôn kế luôn anh em ạ. Rất hay đúng không nào. Đó, thì đầu này không chỉ cổng USB mà nó còn cho ta hai cái cổng đây, 5V và ND. Anh em không phải chuyển đổi từ cổng này sang dây rồi lại ra, rất là lằng nhằng đúng không. Thì nó để sẵn cho ta hai cái cổng hàn luôn. Đó, rồi không nói thêm nữa thì mình sẽ cấp nguồn cho nó nhé. Đây, mình sử dụng tô vít con này. Rồi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một con adapter 12V 2A sạc cho nhanh anh em ạ. Thì anh em có thể đấu ắc quy dòng sạc nó sẽ cực kỳ cao, từ đó mà sạc điện thoại sẽ vô cùng nhanh anh em ạ. Hoặc là anh em có thể vừa đi xe máy vừa có thể sạc điện thoại được. Đó, rất là hay đúng không? Có nguồn. Đó, đây, ở đây nó có một bóng led và hiển thị báo nguồn này. Ở đây là đồng hồ của chúng ta. Đây, hôm nay này,
Đấy, anh em ấn vào cái nút công tắc nhấn này, nó thì chữ đèn này nó sẽ sáng hoặc là tắt. Thì khi nó sáng thì tức là cái cổng USB này nó sẽ là có điện ra. Đó, nhấn lần nữa để tắt này, nhấn sáng này. Ở đây cái nút này để hiển thị là lên đầu vào của chúng ta là điện áp bao nhiêu V. Nếu anh em không thích tiết kiệm điện, không thích hiển thị mà muốn tiết kiệm điện ấy, thì anh em có thể tắt nó đi. Đó, bên trên nút bên trên là bật tắt. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ sạc thử cho nó nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng cáp chuyển đổi USB này. Đây, mình sẽ cắm đầu vào đây. Và đầu còn lại mình sẽ cắm vào cục sạc này. Sạc luôn anh em ạ. Đó. Đó, anh em vào chỗ đấy. Và sạc này thì sạc vô cùng nhanh luôn anh em ạ. Mình đã test thử trên mạch sạc này trên chính điện thoại của mình rồi. Thì mình cảm thấy là khá là ưng ý. Và tiện lợi nhất ở chỗ là anh em có thể đấu trực tiếp vào ắc quy xe máy. Đó là cái mình thấy là ưng ý nhất. Và cái mình ưng ý thứ hai ấy, là nó có thể hiển thị được điện áp anh em đầu vào, coi như là nó là vốn kế luôn. Đó, rất là hay đúng không? Và đây là mình sẽ thử mà bật quạt xem sao nhé. Rút này. Ở đây thì mình có cái quạt chữ anh em ạ. Đó. Mùa hè dùng quạt này. Quạt này mục đích chính của nó là trang trí thôi anh em. Đây mình sẽ bật. Đó. Đây, chỉ hiển thị được chữ luôn. Đó. Quy hợp tách này. Đó. Kể ma luôn. Subscribe my channel. Anh em có thể thấy gió cực kỳ mát luôn anh em ạ. Đó, cực kỳ điện luôn. Đó, nhìn nó như thế nhá. Ok. Đó, anh em nghĩ sao về cái mạch sạc dự phòng này? Thì hãy để lại comment bên dưới để cho mọi người cùng biết nhá. Và anh em muốn mình hướng dẫn sử dụng và review mạch nào tiếp theo ấy, thì hãy để lại một like, một share và một subscribe. Và đừng quên comment để cho chúng mình cùng biết nhé. Thì bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye. Audio Jungle.